Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm thêm một bài tập nữa về timer ha. Mình sẽ dùng timer để đếm giá trị của sản phẩm. Đây, mình sẽ chạy thử cho mấy bạn xem. Là chỉ khi nào mà mình nhấn nút start thì nó mới bắt đầu đếm. Này, bây giờ đếm là nó không nhảy nha. Ấn bất kỳ lúc nào là đều không có sản phẩm nhảy. Còn lúc mình ấn start này, đó, mình đếm là nó bắt đầu nhảy. Còn nhìn nhấn nút bow á là nó sẽ dừng lại, mình cho dù đếm nó cũng không được nè. Rồi nhấn tiếp start nó mới chạy tiếp, nó chạy tới 15 ha. Còn reset là mất đi, nó reset lại là mình phải nhấn start lại nó mới bắt đầu. Rồi, đây là chương trình của mình. Thì mình sẽ sử dụng thư viện lcd.c ha. Mình khai báo các chân ra, nó mã hiển thị. Cái phần hiển thị này là dễ rồi ha. Đây là chương trình chính của mình nè. Thì mình sử dụng timer 1 ha. Đó, mà mình sử dụng cái sung ngoại nên là nó sẽ low low to high, có nghĩa là cứ lên mức 1 á, là nó sẽ được một sung. Nó tính là được một sung. Đây. Ban đầu là mình sẽ set cái timer ha. Tạm ở đây mà mình cho biến tạm là bằng 0 nè, đó. Ban đầu mình set timer bằng 0 nè. Đó, xong rồi nếu mà input B7 á, B7 là nút start ha, còn B6 là nút pause. Còn cái chân T0 CKI này nè là chân của đếm sung ngoại ha, sử dụng đếm sung ngoại ha, mấy bạn phải kết nối cái chân đếm này nè vào chân T0 CKI này đó. Nếu á mà cái nút start được nhấn á thì nó mới bắt đầu thực hiện chương trình qua chung nè, đó. Hiển thị LCD ra rồi gắn biến là sản phẩm, là mình đọc cái giá trị của timer đó, đó. Cứ một lần nhấn á, là cái timer giá trị của timer sẽ tăng lên một lần cho tới 0 cho tới 255 rồi nó sẽ trả về lại 0 đó. Rồi rồi nếu á, mà nút bold nè được nhấn nè, đó mình sẽ lấy biến tạm bằng với timer, có nghĩa là lúc này á là cái biến tạm của mình á là để mình giữ giá trị đó, mình giữ cái giá trị đó để lúc mà mình nhấn start lại á thì nó sẽ đếm tiếp chứ không phải là nó sẽ nhảy lại về không, xong mình thoát ra khỏi cái vòng lặp ngoại trung này. Còn nếu mà không á thì là lúc mà sản phẩm bằng 15 nè, nó hiển thị là đã đủ sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.